Chào các bạn. Hôm nay chào mừng các bạn đến với trở lại với kênh của mình. Mình là Đạt Trang đây. Và hôm nay chúng ta sẽ lập trình làm một cái trò chơi. Nó chính là một cái trò chơi có tên là trò chơi SCP. Thì nếu các bạn muốn thì các bạn có thể đi kiếm SCP đấy. Là nó là những cái vật thí nghiệm của người ta của một cái căn cứ bí mật. Vậy cái đó là nó chỉ là giả thiết cho nó vui thôi. Nên là giờ chúng ta sẽ làm trò chơi đó nha. Nếu các bạn thích thì các bạn nhớ like và subscribe. Các bạn nhớ đợi chuông thông báo để mà biết những video mới của mình nha. Giờ bắt đầu nào. Thì trong trò này mình sẽ level trò chơi SCP. Nó sẽ có hai nhân vật. Các bạn muốn làm kiểu SCP nào cũng được. Đây có dây đúng không? Chúng ta sẽ tạo ra một cái đó chính là người chơi. Các bạn đặt tên nó là người chơi nha. Người chơi à. Các bạn vẽ một cái hình tròn dưới này. Các bạn đang ship để mà cho nó tròn nha. Rồi các bạn đợi cái phần trong nó là nó sẽ là màu kiểu màu da. Đấy. Rồi các bạn nhấn vô đó, các bạn kéo nó ở cho đến khi đến giữa tâm nha. Đấy. Ôi lộn. Đợi nha, xong rồi tiếp theo ấy, các bạn làm cho nó sao cho nó to luôn. Vậy đúng không? Tâm này, đấy. Để mình làm cho nó nhỏ chút. Rồi. Giờ đợi vô tâm đây à. Là các bạn đặt cái đường viền ấy là 6 nha. Cỡ 6 à. Rồi tiếp theo các bạn đỡ thêm hai cái tay. Mình các bạn lấy cái này. Các bạn lấy này nha. Rồi tạo một cái đường tròn như vậy à. Alo. Các bạn tạo ra một cái đường này nha. Hình vuông vậy. Rồi các bạn nhấn cái nút đưa lại phía sau đây à. Để cho cái tay nó ở phía sau. Giống như nó nhìn, đó là nhìn trên cái đầu đây. Đấy. Sau đó các bạn đỡ bên trái đúng không? Tay trái và các bạn nhấn nút copy. Các bạn nhấn Ctrl C. Các bạn nhấn Ctrl V lại đỡ mà in là cái mà lúc này để sao chép à. Đấy. Rồi kiểu như vậy á. Đấy. Giờ đây sẽ là người chơi nha. Giờ tiếp theo chúng ta vì SCP. Thì mình chỉ làm cho chơi SCP giống như kiểu SCP nào. Mấy bạn có thể tìm kiếm SCP trên mạng đấy. Các bạn xem mấy thông tin của SCP này các bạn thích. Các bạn tạo ra. Giờ tiếp theo chúng ta tạo ra một cái nhân vật vị tiếp. Chúng ta đặt tên nó là SCP cạnh ngang 193. Thì hôm nay nó có nhiều loại SCP, nó đặt theo số lắm. Nên các bạn muốn thì các bạn cứ ghi vô SCP nào các bạn lập trình. Thì mình SCP 193 nha. Coi thử. 193 đúng không? 173 chứ. Rồi ok. Rồi chúng ta leo cái con đó ấy. Nó sẽ chúng ta copy cái người chơi. Và người chơi chúng ta nhấn vô cái nút con chuột này. Và copy cái này. Chúng ta nhấn nút sao chép. Đầu ta. Chúng ta nhấn con chuột sơ nha. Đợi sao chép. Đầu về SCP về bên nhân vật này. Chúng ta còn chuột nhấn con chuột vừa. Đây là in làm một con khác rồi đúng không? Ok. Rồi giờ tiếp theo ấy, chúng ta đào tà. Đây. Chúng ta làm cho cái con đó ấy. Tại gì vậy à? Rồi nha. Chúng ta dịch cho cái này, cho cái trái này nó ở giữa đây nha. Dịch cho đúng nha các bạn. Dịch cho đúng. Ok, dịch đúng rồi. Rồi. Giờ lại cho con này kiểu giống như là nó kiểu màu mờ gì đó.
Thì các bạn có thể chọn màu nào cũng được. Kiểu mà giống như giờ nó chỉ là màu tím sắc đặc sắc này đây. Nào, giờ cái màu này ấy chúng ta vẫn copy màu. Rồi copy màu này đây. Đấy. Là cái nền cũng vậy. Cái nền nó cũng có màu trong đây nữa. Nhưng mà nó chỉ là sáng. Đấy nó đậm đậm lại chút. Rồi dọn mấy cái tay khác đưa về nó cũng vậy nha. Đây. Rồi. Đấy. Giờ giống như để SCP để người chơi. Giờ là con SCP-173 ấy, nó có thông tin. Đây loại SCP là một trong những SCP trong này. Thì con SCP này ấy nó chỉ là nó có thông tin là mình phải, nếu mà mình nhìn trực tiếp ấy, mình trực tiếp bằng mắt, chỉ đang tiếp cận mắt với nó ấy, thì nếu mà các bạn nhìn nó ấy, và tiếp cận bằng mắt ấy, thì các bạn đừng có xoay người lại hoặc là nhắm mắt, không thì lúc nhắm mắt thì nó sẽ di chuyển lại chỗ bạn và nó sẽ bị cái cổ bạn. Nên đây trò chơi có mạng nha. Nên còn nếu các bạn đi đến một cái tường nào ấy, vậy thì các bạn, nếu là các bạn ở đây đây, các bạn nhìn đây nhìn nói, các bạn đi lại chỗ tường này đó, nhưng mà vẫn nhìn nó cho đến khi lại chỗ tường nào đó là nó chia mất cái nhìn của nó, chỉ khi các bạn ăn to như vậy, hay các bạn chặn nó bằng một cái tường nào đó. Rồi chúng ta lập trình đó. Giờ người chơi ấy là di chuyển đúng không? Chúng ta là khi bóng vào lấy cầm một xanh thì nó sẽ lặp lại mãi. Rồi cái cảm biến chúng ta sẽ tạo ra mấy cái níu thì đó là làm cái cảm biến cho nó di chuyển lên xuống trái phải. Ở đây níu thì đúng không? Thì cái bàn phím mình này, nếu mà đây, nếu mà nút E được bấm ấy thì nó sẽ đây thay đổi ít một lượng, thay đổi ít một lượng là 10, âm 10 đấy. Rồi các bạn nhấn chạy đi, nếu các bạn nhấn E nó sẽ lui lại đúng không? Rồi kéo nó lại đây. Rồi tiếp theo là cái đi tới tọa điểm ấy, thì cái bàn đỡ tọa điểm của bạn là âm 80, âm 120 chứ, và tọa độ y đó chính là không. Đấy, nó lúc nó bắt đầu thì nó sẽ đi đến một nơi này, đi đến cái tọa độ đó đấy. Rồi giờ tiếp theo các bạn copy nhân bản cái níu đây, các bạn nhân bản thành bốn cái nha, bởi vì lên xuống trái phải nó có cái nút để làm cho nó lên, nút hai cái nút thứ hai để làm cho nó xuống, nút thứ ba và thứ tư lại làm cho nó đi trái phải. Nè chúng ta phải làm lại bốn cái cảm biến này. Rồi giờ cái níu thứ hai à, chúng ta đặt là nếu mà nút D được bấm thì giờ đây đi bên phải nên là nó sẽ thay đổi rồi được ít một lượng là 10. Còn đây là giờ lên xuống ấy, thì nếu mà cái nút W đây nó được bấm ấy thì nó không thay đổi ít nữa, nó sẽ thay đổi tọa độ y. Thì tọa độ thì các bạn biết ấy, tọa độ x là đi theo dọc dọc ngang, còn tọa độ y là đi theo dạng dạng dọc kiểu vậy á. Đây vậy giờ thay đổi tọa độ x một lượng là 10 thành thay đổi tọa độ y một lượng là 10. Còn cái nếu cuối cùng ấy thì chắc chắn sẽ le xuống. Rồi tìm cái nút đâu ta đây, nếu mà nút sơ S sơ được bấm thì nó sẽ thay đổi tọa độ y một lượng là âm 10, trái ngược lại cho nó đi xuống ấy. Giờ đây sẽ chạy thử nha, thì mình thấy đấy thì nó đã di chuyển đó đúng không? Đấy rồi. Giờ tiếp theo, giờ các bạn làm cho cái mặt nó nhìn vô con chuột giống như là nó đang nhìn theo hướng ấy kiểu vậy, thì chúng ta sẽ thêm một cái níu nữa, nhưng mà đây nó không có ở trong đây nữa. Chúng ta tạo ra một cái
khi bóng ra lá cờ màu xanh khác là lặp lại tiếp. Thì chúng ta chỉ lặp lại mãi để cho nó nhìn theo con chuột ấy, để cho nó xoay người và xoay người lại. Rồi chúng ta chỉ lặp lại mãi đúng không, hướng về phía con chuột, con trò chuột đấy. Đấy kiểu như vậy ấy. Đấy các bạn thấy chưa? Và giờ cái đây nó chạy nhanh quá. Chúng ta đặt cho nó là âm 5 đi. 5 5 âm 5. Ok. Chạy thử nha. Rồi, đợi mình lại cho nó chậm lại. Âm 4 4 4 âm 4. Là cây giờ đi kiểu như vậy được rồi ấy. Giờ tiếp theo cái con này đúng không? Chúng ta chỉ lập trình cho con này nè. Con này khi thì nó lúc mà mẹ không nhìn nó thì nó sẽ chạy lại cho bạn và kêu bạn, giết bạn, nó là chỉ là game over, nó bị cổ bạn đấy. Nên là chúng ta chỉ tìm cơ lệnh khi nhấn vào lấy cơ màu xanh thì chúng ta chỉ nó cho nó lập lại mãi. Thì nếu ấy là nó nhìn vô đây ấy thì nó sẽ không đẹp gì hết, còn không, còn nếu còn không thì nó không nhìn thì nó sẽ chạy kia vậy. Cái này hơi khó nha các bạn. Ok, vậy thì chúng ta chỉ làm theo cách này nha. Thì ấy thì chúng ta chỉ làm theo cách đơn giản thôi, còn cách nâng cao thì cách nâng cao thì hiếm lắm mới có người hiểu, nên là chúng ta chỉ làm theo cách đơn giản. Chúng ta chỉ tạo ra một cái đối tượng nữa, nó chúng ta vĩ nha, tạo một cái đối tượng vĩ. Chúng ta tạo ra một cái hình đây à, nên ship đỡ cho nó tròn đấy, tạo đỡ ở giữa tâm à, đỡ mình kéo to chút. Ok, đỡ giữa tâm đúng không? Rồi, rồi tiếp theo bạn nhấn, các bạn nhấn vô tô ấy, các bạn chọn nó là không màu gì hết, nó không có màu. Ok. Rồi giờ tiếp theo các bạn vị cái tâm nha, vị hai cái tâm giữa đây nha, vị một cái tâm đây ơi. Đấy giờ mình copy cái tâm, các bạn copy cái tâm bằng cách control C và còn và cuối cùng in la là control base, các bạn cho nó quay ngược lại. Đây là đợi nó giữa tâm nha. Rồi đấy, hay là chúng ta có đỡ bỏ cái tâm đi cũng được. Đấy nó đỡ vô đúng không? Thì nếu nó vô trong con này ở quấy thì nó sẽ không thở ra được. Thôi chúng ta bỏ cái tâm này. Đấy nếu của chuột chúng ta chỉ ở con này ấy là chúng ta đang nhìn kiểu vậy. Đây. Kiểu vậy à. Chúng ta bật cái này rồi. Đấy, chữ dây nha. Lò tiếp theo, chúng ta cho cái sprite 1 ấy là cái tâm, tâm nhìn. Rồi chúng ta nhấn là khi bấm vào mé cơ màu xanh thì nó sẽ lập lại mãi đi tới cái con trò chuột. Để thấy nó chỉ đi theo con trò chuột đúng không? Giờ con này đúng không? Thì nếu mà ấy, nó con nói vậy nó chạm vô đây đúng không, vậy nó sẽ không thở, nó chạm vô cái tâm ấy là nghĩa mình đang nhìn ấy, nó sẽ không thở làm được. Giờ đúng ra tôi thêm nha các bạn, sorry. Đấy là chúng ta đợi cho nó, đợi cho cái gì ta, chúng ta đặt cái đây đẹp cho nó mờ mờ ấy gì vậy, đợi rồi chúng ta làm cho nó mờ nha. Đây rồi thay đổi đồ bóng ma không, đặt hiệu ứng bóng ma một lượng là 80 hoặc là 664 hay không. Đây chỉ con này đúng không?
Giờ lại nếu mà giờ chúng ta lập trình của SCP nè, làm là khi ba bóng ra đã có màu xanh, chúng ta sẽ lặp lại. Rồi nếu ấy, nếu cũng không thì nha, nếu mà ấy, nó đang đây, nếu ấy mà nó không có đây, nếu ấy mà nó không chạm về cái tâm là không phải nó chạm vào cái tâm nhìn thì khi nó sẽ hướng vào phía người chơi và di chuyển 10 bước đấy. Ui dồi, nó đang đi theo mình à, đấy các bạn thấy không, giờ chúng ta đặt cho nó chậm lại thôi đấy, đây chạy nhanh đúng không. Đấy, hôm nay nhìn lỗi nó không có làm, nhưng mà lúc chúng ta thể thì nó sẽ bị đấy. Rồi giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm cái mà lúc mà mình nhắm mắt ấy thì chúng ta tạo ra thêm một cái đối tượng nữa là vĩ, và chúng ta ấy làm là tạo ra một cái màn hình màu đen, bỏ cái viền ấy, các bạn bỏ viền, các bạn đặt cho nó một cái màu đen luôn, siêu đen đấy. Đấy là ra bật vô code được mình nha. Ở cái này hết rồi đúng không, đây là màn hình đen đúng không, chúng ta khi bóng về là cơ màu xanh, ra chỉ cho nó lặp lại mãi là chúng ta đầu tiên chúng ta đặt cho kia hiệu ứng bóng mê là 100 à. Rồi rồi tiếp theo ấy chúng ta đặt là nó sẽ đợi cỡ 5 giây, cỡ 4 giây đi thì nó sẽ lặp lại 4 lần là cái việc mà nó animator nhắm mắt của nó ấy, để nó sẽ thay đổi ứng bấm me một lượng là 25 đây. Wow, alo, không phải, nó thay đổi ứng bấm me âm 25 là ok, chúng ta bật lại. Đấy, đợi bật lại nha. Đây nhắm mắt ấy, đây cái đoạn nó nhắm mắt xong lâu cỡ đợi cỡ không 0,5 giây, 0,6 giây đây, 0,64 giây thì nó sẽ mở mắt lại, nó lặp lại 5 lần tiếp. Vậy đó hay rồi uống bóng mê một lượng 25. Chúng ta sẽ chạy thử à. Ui, giữ lại. Đấy lúc nó mở mắt thì nó vẫn còn đó đúng không? Đấy. Nó phải lặp lại 5 lần nè, uống bóng mê. Giờ đây nếu mà nó đang chạm vào đây cái này đúng không, cái màu này đúng không, cái này nó chỉ là cái mạng bấm là nhắm mắt đi, nhắm mắt burger là nó lên vậy đúng không, nó chỉ đặt kia thì ta tối là lúc đó nhắm mắt thì nó chỉ tối đúng không, thì lúc đó chúng ta đặt tối là không chỗ này rồi. Đặt tối là không chỗ này, còn nếu mà nó nhắm mắt cái thì nó chỉ là tối, tối là một đấy chưa, vậy đặt tối không chỗ này nha. Ok. Giờ còn nếu mà cái việc tối đây ấy, đợi nhà chúng ta đặt cái đây ở trên của mình. Rồi, giờ chúng ta làm SCP-173 nha. Chúng ta đặt cho nó vô một cái níu nữa, nếu mà đây. Nếu ấy tối nó bằng 0, vậy có nghĩa là nó không có tối. Kiểu vậy. Nếu mà nó là số 1 với là nó tối. Đây chúng ta đặt về giờ nó đợi nó nhắm, ô không được đúng không, nếu tối bằng không vậy nó sẽ chạy đúng không,
Vậy thì chúng ta cùng đặt cái này đi. Nếu mà tối nó bằng đây nó không chạy vào đúng không? Thì nếu mà buổi tối nó bằng không ơi, buổi tối nó bằng không ơi thì nó sẽ chạy vậy. Chúng ta đỡ thay thay đó, chúng ta đỡ một cái điếu ấy, đỡ nó vô trong một cái điếu. Còn không thì đấy, thì đây đúng không? Nếu không thì vậy nó sẽ hướng về phía người chơi di chuyển 6 bước. Cho nó không có được cái việc nếu mà không phải đang chạy về tầm nhìn, cho nó đang nhắm mắt, các bạn hiểu không? Đấy, các bạn thấy chưa? Nó số 1 đúng không? Số 1 à. Đấy. Giờ tiếp theo chúng ta đặt cái điểm thời gian. Đặt thêm một cái nữa à. Chúng ta trả lại kiểu hình cỡ dây. Giờ chúng ta bỏ cái màu này đi, thay vì đó là màu khác. Màu đặt màu này nha, để cho tối lại. Đấy. Rồi, chúng ta làm cho nó nhỏ lại. Đây, chúng ta sẽ làm cho nó nhỏ lại chút. Rồi, ok. Kỳ dây đi. Rồi, giờ tiếp theo. Đợi dây đúng không? Chúng ta sẽ nhân bảng nó lên. Chúng ta đặt cái màu của nó nhỏ lại bằng cách là chúng ta thêm một cái nữa. Nhưng mà nó là màu đen. Nó mất cái màu, chúng ta đặt không màu rồi. Vì alo, cái này khác. Đặt màu trắng. Đây. Màu trắng này đúng không? Chúng ta đặt cho nó đậm đậm chút không? Để biết nó mất đấy. Và chúng ta bỏ cái đường viền đi. Đấy. Chúng ta phóng to lên nè, đặt cho nó kiểu nhỏ lại. Rồi, đấy. Thứ hai, cái thứ ba. Rồi. To to lên. Giờ 2 giây đúng không? Rồi. Ê giây. Lộp. Bốn giây. Đấy. Giây đúng không? Đây không giây à, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Nên mỗi lần 4 giây nó chỉ thay đổi cái đây à. Thì nó cũng là khi nhóm này nó có màu xanh, nó chỉ liên tục. Để chúng ta đợi cái nút đây ở đây là liên tục. Giờ lúc đó chúng ta đặt cái chuyển sang trang phục costume là một. Chúng ta cho nó lặp lại 4 lần. Là nó chỉ đợi 1 giây. Mỗi lần đợi 1 giây ấy là nó sẽ thay đổi cái trang phục và đỡ mà biết chuẩn bị lúc nào là nó sẽ tắt ấy. Sau tiếp theo đây đúng không? Đấy, kiểu vậy. Mình đặt 0,9. Mình đặt 1 đúng không? Lào đợi. Rồi, vậy mình đặt 0,9 giây nha. Rồi. Đây, được rồi. Rồi. Giờ chúng ta chạy thử á. Ui. Đấy, giờ tiếp theo cuối cùng. Chúng ta lại làm mạng. Mạng nha các bạn. Không, nếu mà nó chạm vào mình ấy. SCP này mà nó chạm vô mình đấy. Nếu mà người chơi à, là nếu mà ấy, còn nói người chơi đúng không? Nếu mà ấy nó đang chạm vào SCP-173 thì game over. Kì vậy. Nó chỉ thông báo đây, nó chỉ là game over. Rồi chúng ta dừng lại tất cả. Đấy, giống như cho nó chạm ơi, game over. Đấy, nó tắt rồi.
Ôi, cái con này, lúc nãy đang đặt cho nó ở một nơi ngầu nghiêng đây, vị trí ngầu nghiêng. 180. Tổ đội ấy là 80. Đấy. Alo. Chúng ta chưa. Sorry. Chúng ta chưa làm. Chưa đợi nó vô đây. Rồi. Đây nó đứng đó đúng không? Đấy. Đây trò chơi nha. Thấy giờ những cái bạn thích thì các bạn nhớ hãy để một like, share, subscribe nha. Và chúng ta mình sẽ tắt cái to này. Còn giờ chúng chừng sau thì mình sẽ làm phần 2 cho các bạn nha. Thì phần 2 này nó cũng đơn giản nhưng mà có điều là cái tầm nhìn nó chỉ khác. Nó chỉ là kiểu mà nhìn nắm như thiệt ấy. Thì giờ xin chào các bạn và bye bye.